Giờ cô mới về à? Giám đốc Choi, bác đến thăm viện trưởng ạ. Lúc nãy tôi về nhà, nghe bố Chu Nan nói của Trang không được khỏe, nên tôi lập tức qua đây ngay. Đúng rồi, tôi nghe nói là cả đêm qua cô chăm sóc cho cô Trang phải không? Không phải cả đêm đâu ạ. Cảm ơn cô nhé. Đáng lẽ đấy là việc của tôi, giờ lại thành việc của cô. Đúng rồi, có phải người lúc nãy là mẹ cô không? Vâng, cháu vừa đi thăm bà ấy xong. Vậy tại sao mẹ cô nghe thấy cô gọi mà vẫn bỏ đi? Bà ấy vì cháu ạ. Sao? Tại bà ấy sợ làm ảnh hưởng đến cháu, sợ làm cháu mất mặt, nên mới bỏ đi như vậy. Ôi trời ơi, mẹ cô đúng là một người mẹ tốt, lúc nào cũng nghĩ cho bà ấy, thật vĩ đại. Viện trưởng đâu ạ? Bây giờ cô Trang đi ngủ rồi, mà cô cũng nghỉ ngơi đi. Vâng. Đúng rồi, khăn quàng hôm trước mà cô đưa cho tôi ấy, tôi nói trả cô mà lần nào cũng quên. Bác không cần trả cháu đâu. Chắc lúc ấy cô ngạc nhiên lắm, vì đột nhiên tôi khóc mà. Không đâu, cháu đau lòng cho bác thôi. Tôi cảm thấy trước mặt của Hân Su, lúc nào tôi cũng làm chuyện mất mặt. Nhưng không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy buồn trong lòng thôi. Vâng. Nhưng hôm ấy cũng nhờ có cô, nên tôi mới không bị cảm. Cảm ơn cô nhé. Chị à, cô Sô Chung, giờ mới về à? Vâng, sao hôm nay chị đến muộn thế? Tại tôi nghe nói hôm nay cô Trang không được khỏe. Hai người nghỉ ngơi nhé. Vâng, chị về cẩn thận nhé. Tạm biệt chị. Tội nghiệp quá, phải em cũng không chịu nổi. Lúc trước em cứ tưởng chị Seran không có một chút phiền não nào, sao hôm nay nhìn chị ấy thấy buồn thế? Thì đấy, nếu anh mất đi đứa con, anh cũng không sống nổi. Đúng, sống cũng vô nghĩa. Nếu đổi lại em mất đi châu buôn của chúng ta, thôi, cũng muốn khóc rồi. Đúng, anh chỉ nghĩ đến đây thôi cũng thấy sợ rồi. Tội nghiệp chị ấy quá. Em phải đối xử thật tốt với chị Seran mới được. Tội nghiệp quá. Đúng vậy. Chính là bà ta. Hơn nữa, bác ấy còn là người bạn thân nhất của chủ tịch Can đấy. Vậy rõ ràng bà Bốc Hy biết mẹ đẻ của Hân Su là ai mà. Giờ cô vui lắm đúng không? Cứ chờ đi, sau này cô còn vui nổi không? Alo, là tôi đây. Sao? Ngày mai dành cho tôi chút thời gian. Tại sao phải thế? Tôi muốn nói chuyện với bà. Sao hả? Bà tưởng tôi là người rảnh rỗi, muốn gặp tôi là gặp à? Bà biết tôi bận rộn lắm không? Chắc là bà biết Choi Seran chứ.
Ngày mai tôi sẽ nói với bà về tất cả những chuyện liên quan đến bà cho Seran. Được thôi. Nếu như bà muốn gặp tôi thì đến công ty. Đợi tôi xong việc rồi tôi gọi cho bà. Rốt cuộc bác ấy vì chuyện gì? Tôi hy vọng kể từ hôm nay mọi người sẽ giống như người một nhà. Vì này là quản lý thương hiệu, cô Ân Hương. Xin chào mọi người, xin mọi người chỉ dạy thêm. Hai vị này chính là cô Trung Mi, cô Yun Chu. Họ sẽ là những người giải quyết những thắc mắc và yêu cầu mà mọi người cần. Xin chào mọi người. Kể từ hôm nay, các nhân viên sẽ được tiếp tục đào tạo ngay tại nhà hàng. Tuy chỉ thử việc thôi, nhưng hy vọng mọi người nghiêm túc làm việc. Vâng. Xin lỗi tôi tới muộn. Ngồi đi. Bên nhà hàng thuận lợi chứ? Vâng. Sở dĩ hôm nay tôi hẹn mọi người gặp nhau tại đây để tìm nguyên nhân tại sao thông tin nhà hàng lại bị tiết lộ ra bên ngoài. Tôi chắc chắn chuyện này nhất định là nhân viên nội bộ tiết lộ. Giám đốc cho nghĩ sao? Đúng vậy đấy. Không thể trùng hợp thế được. Sao có thể giống đến từng chi tiết một chứ? Trưởng phòng Trang, cũng hay món ăn mới mà cô Ân Hương Su nghĩ ra rất được yêu thích. Tùy chuyện đã qua, nhưng cháu cho rằng chuyện này không thể để yên như vậy được đâu. Cậu nói đúng. Chính vì thế chúng ta nhất định phải tìm cho ra người đó. Vậy bố tìm bằng cách nào? Trước tiên phải kiểm tra nội bộ tổ nghiên cứu của câu lạc bộ và cả tổ kinh doanh của con. Ngoài ra, bố cho người kiểm tra những người có liên quan. Chẳng lẽ bố nghi ngờ tất cả mọi người? Không phải, bố không có ý đó. Nói chung những người trong cuộc họp này phải có trách nhiệm tìm ra được người ấy. Tôi biết rồi, việc này tôi sẽ cố gắng. Phải, cháu cũng cố gắng. Chủ tịch, trưởng phòng Nam bên tập đoàn JB tới ạ. Mời vào đây. Vâng. Bây giờ phải làm sao đây bác? Cháu phản bội chính công ty của mình để tiết lộ thông tin cho bác. Mục đích chính là muốn chứng minh năng lực của Ân Hân Su. Chuyện gì xảy ra vậy? Giờ xảy ra chuyện rồi. Bố cháu nói đây chắc chắn là nhân viên trong công ty tiết lộ thông tin. Còn bảo cháu tìm người đó nữa. Đúng rồi, bác cũng định hỏi chuyện này đây. Có chuyện gì à? Món ăn chủ đạo tại sao lại thay đổi? Tại Ân Hân Su ấy, thấy món ăn chủ đạo của đối thủ y hệt công ty nên chị ta ngay lập tức nghĩ ra món mới. Lại may mắn như vậy. Nói chung là cháu ghét chị ta lắm. Người đáng ghét như vậy suýt nữa là thành chị em của cháu rồi. Bác à, bác tuyệt đối đừng để mẹ cháu biết được chị ta là con đẻ của mẹ cháu. Biết rồi. Nhờ bác đến như vậy cho nên bác chỉ có thể đứng về phía cháu thôi. Còn nữa, về chuyện tiết lộ thông tin cơ mật, bác tuyệt đối đừng nói tên cháu nhé. Yên tâm đi. Nếu như mọi người biết là cháu làm, cháu sẽ chết đấy. Bác biết rồi, đừng lo nữa, đi làm đi. Vậy cháu nhờ bác đấy. Cháu về đây. Tìm kiếm người tiết lộ thông tin à? Sao cháu lại quay lại? Chưa về à? Đi đến giữa đường, cháu mới nhớ quên làm việc này. Sao? Cháu nói, cháu quên làm việc này á?
Xem ra hôm nay bác sẽ làm việc thuận lợi lắm. Cố lên bác. Đương nhiên, sơ chùn của bác có năng lực như vậy mà. Đương nhiên bác phải cố gắng rồi. Cháu về nhé. Chẳng lẽ Sơ Chun biết hết mọi chuyện rồi à? Đặt tên nghe lạ lắm. Nguồn Bin, Hồng Bin, rồi đến Đông Bin. Tên gì nghe lạ thật đấy. Sao có thể như vậy được? Lúc đầu tôi còn tưởng là trên đời này Rang Macau là người đẹp nhất. Thì ra là không phải. Rang Macau là ai? Là trưởng phòng trang. Mới là biệt danh của anh ấy. Tại chúng tôi thấy gò má anh ấy cao lắm. Nhưng này, tại sao hôm nay không thấy con bé trơ chẽn đó? Ừ, không thấy. Trơ chẽn gì? Trơ chẽn là biệt danh của ai? Biệt danh của trưởng phòng Nam. Tại sao trưởng phòng Nam lại có biệt danh là trơ chẽn? Chị biết không, biệt danh này là tôi đặt đấy. Trung My à? Sao? Chị Hân Su hỏi tôi mà. Im đi. Tôi biết rồi. Tôi chỉ nói cho chị Hân Su biết thôi. Chị biết tại sao trưởng phòng Nam có biệt danh là trơ chẽn không? Tại vì... Sao hả? Nói đi. Đương nhiên. Cô nói to như vậy, sao không nghe được? Nói đi. Tôi đang bảo cô nói mà. Thật ra thì... Câu Trung My vừa nói chỉ là do chúng tôi thấy nó có vận thôi. Im đi. Tôi muốn nghe cô nói. Thật ra ý tôi là cô không biết xấu hổ. Cô vừa nói câu gì? Tôi xin lỗi. Nhưng trưởng phòng, cô Yun Chu không có lỗi gì hết. Thật ra biệt danh này là do tôi đặt thôi. Vậy là tôi không nghe nhầm đúng không? Con bé trơ trẽn à? Xin lỗi. Chị im đi. Tôi thành thật xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi à? Hai cô bị sao vậy? Hai cô làm tổn thương tôi xong, giờ nói câu xin lỗi được xong chuyện à? Thế thì tôi sẽ cho cô hiểu rõ tâm trạng bây giờ của tôi. Dạ. Trung My, cô không sao chứ? Sao? Bây giờ cô hiểu tâm trạng của tôi chưa? Cô đang làm gì vậy? Gì chứ? Sao cô có thể đổ rác vào cô ấy? Cô ta tự làm thì tự chịu thôi. Chính bản thân cô ta mở miệng nói xấu tôi thì tự mà gánh lấy hậu quả. Nhân viên mà dám xúc phạm trưởng phòng à? Sao? Con bé trơ trẽn đang người đúng là. Dừng tay. Chị đi ra cho tôi. Chị dám trừng mắt nhìn cấp trên của mình à? Tôi là trưởng phòng đấy. Trưởng phòng thì sao? Cái gì? Trưởng phòng có thể có quyền tùy tiện lăng mạ người khác à? Tôi cảnh cáo lần nữa. Đi ra. Tôi không đi. Xin cô hãy buông cái này xuống. Tôi bảo chị hãy đi ra. Tôi không đi. Cô nói chuyện hỗn láo thế à? Chị thật là... Tức là chị muốn ăn đòn thay cho hai người đó đúng không? Anh Sơ Chun. Anh Sơ Chun. Anh có biết họ gọi em là gì không? Họ gọi em là con bé trơ trẽn. Cho dù như vậy, những trưởng phòng Nam sao có thể đổ rác vào người của cô Trung My được? Chuyện này là thật à? Sao em làm thế được? Chính bọn họ là người nói xấu em trước. Họ lăng mạ em trước mà.
Rồi sao? Lần này đến lượt ai nữa? Là chị Ân Hân Su. Rốt cuộc anh quản lý nhân viên của anh như thế nào vậy? Một quản lý thương hiệu mà dám lớn tiếng chống đối lại một trưởng phòng à? Nam Chuna, anh Sơ Chun, sao em lại đối xử với nhân viên của anh như vậy? Anh Sơ Chun, không phải thế đâu. Là chị ta nói trước. Ra ngoài đi. Anh Sơ Chun, anh bảo em ra khỏi chỗ này ngay. Trưởng phòng Trang, mặc dù cũng hơi ngại, nhưng tôi có thể nói vài câu với trưởng phòng Nam không? Nếu cô muốn nói lý lẽ thì tôi sẽ nói với cô. Chị dám à? Tôi thành thật xin lỗi. Chuyện này là thế nào? Cô với Yun Chu gọi trưởng phòng Nam là con bé trơ trẽn có đúng không? Chúng tôi chỉ nói sau lưng thôi. Tại lúc nãy cô ấy tình cờ nghe được. Hai cô làm tôi thất vọng lắm. Tôi xin lỗi. Được rồi, tôi quen biết hai cô cũng không phải là chỉ một hai ngày. Theo tôi biết, nếu không có lý do, hai cô tuyệt đối không nói xấu người khác. Tại sao lại như vậy? Nói cho tôi biết đi. Nói đi. Nam Chuna, chị dám gọi thẳng tên trưởng phòng à? Tôi là người lớn tuổi hơn cô, làm ơn cô hãy thêm kính ngữ vào cho tôi. Lịch sự một chút đi. Chị nói cái gì? Sao cô có thể đổ rác vào người khác vậy? Sao cô lại làm việc ngang ngược như vậy? Hả? Trên đời này không quay là con gái người giúp việc. Cô ấy chỉ là con gái của một người mẹ luôn hết lòng. Cho nên con đừng nói như vậy nữa. Cô đừng nghĩ mình là trưởng phòng thì có thể tùy tiện lăng mạ người khác. Chị nói nghe hay thật đấy. Nếu như đổi lại, chị là người bị gọi là con bé trơ trẽn thì sao? Chị cũng chấp nhận à? Nếu là tôi sẽ đi hỏi lý do. Tại sao các người lại nói tôi như vậy? Có phải vì tôi đã làm chuyện gì khiến mọi người hiểu nhầm tôi không? Bây giờ chị đang dạy tôi. Không phải tôi ghét cô nên mới nói thế. Vì tôi nể định cô là con gái của giám đốc Choi, nên tôi mới cho cô một lời khuyên chân thành. Cô đừng làm những việc khiến giám đốc Choi mất mặt nữa. Làm ơn đi. Sao? Sao cô lại có thể bất lịch sự đến mức như vậy chứ? Sao con lại vô lễ với người ta như vậy? Mẹ nhớ hình như mẹ chưa bao giờ dạy con kiểu như thế. Chị vừa nói gì? Chị nói xong chưa? Bỏ ra. Chị làm gì mà dám nhắc đến người mẹ thân yêu của tôi? Chị đừng có tùy tiện gọi tên mẹ tôi, hiểu không? Đừng có mở miệng ra là mẹ tôi. Đối xử tốt với bác ấy đi. Cô có biết tôi thấy cô nạt nộ giám đốc Choi bao nhiêu lần không? Cái gì? Rõ ràng cô biết tôi lớn tuổi hơn cô. Sao cô lại gọi tôi là ê? Cô không biết lễ phép là gì à? Tôi nói rõ cho cô biết. Lúc bình thường ngoài thì gọi tôi như chị gái. Lúc ở công ty phải gọi là chị Ân Hân Su. Cô hiểu chưa? Thưa trưởng phòng Nam Chuna, tôi thật sự hy vọng một trưởng phòng cao quý có thể gửi lời xin lỗi chân thành đến một nhân viên nhỏ bé. Tôi xin phép đi trước. Đúng là đáng ghét. Bố à, con sắp phát điên rồi. Sao vậy con? Cô Ân Hân Su làm gì con? Chuyện này là thật à? Bố biết rồi, bình tĩnh đã. Con bình tĩnh đi. Bố cúp máy nhé.
Trang Sơ Chun. Vâng, thưa chủ tịch. Rốt cuộc cậu làm gì vậy? Sao nhân viên của cậu lại làm Chuna nhà tôi khóc? Thật ra chuyện là như thế này. Mai cậu tới ngay, gọi hết nhân viên của cậu và cả Ân Hân Su, những người mà gọi Chuna nhà tôi là con bé trêu chẽn đấy. Tôi xin lỗi, tại chúng tôi mà ra. Không sao đâu. Tôi nghĩ trưởng phòng Nam sẽ không để yên chuyện này đâu. Cô không sao chứ? Đương nhiên là không sao rồi. Anh sợ tôi sẽ bị cô Chuna đánh à? Thật ra tôi đánh nhau giỏi lắm. Sao? Anh coi Chuna như em gái. Tôi chỉ nói cô ấy vài câu thôi. Anh đừng lo quá. Tôi biết rồi. Cô làm việc đi. Vâng. Chị Ly à, thức ăn đâu? Chị Ly. Vâng. Lúc nãy cậu nói gì? Thức ăn đâu? Vâng. Có phải chị đang đợi cuộc gọi quan trọng không? Không phải đâu. Chị ấy sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Tôi cho bà là mẹ của Ân Hân Su. Bà ta đã nói thế mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao gọi mà không nghe máy chứ? Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bật. Mình không thể đợi được nữa. Mẹ à, sao mẹ đi đâu vội vàng thế? Sao mẹ lại tới đây? Tôi nói khi nào xong việc thì mới gọi bà mà. Tôi không thể nào đợi thêm được nữa. Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại người phụ nữ ấy ở bên cạnh Hân Su à? Ai vậy? Mẹ đẻ của Hân Su, con gái tôi ấy. À, cho Siran. Tại sao? Tại sao người phụ nữ ấy lại ở bên Hân Su? Thế thì sao? Nhưng bà ấy lại là bạn của bà mà. Thì sao? Vậy tại sao bà lại đồng ý cho tôi làm mẹ của Hân Su cả đời này? Trong khi đó rõ ràng bà biết mẹ đẻ của Hân Su là cho Siran, rồi còn để bà ta ở bên Hân Su nữa. Bà định làm gì? Bà đừng vu khống tôi. Ân Hân Su với Choi Seran quen biết từ lâu rồi. Chính vì vậy mới có câu giọt máu đào còn hơn ao nước lã đấy. Bà im đi, chủ tịch Kang. Còn nữa, tôi đã nói là tôi đồng ý cho bà là mẹ Ân Hân Su suốt đời, nhưng không hề nói sẽ không cho họ gặp mặt. Người phụ nữ đó ở bên cạnh Hân Su thì làm sao tôi có thể là mẹ của Hân Su suốt đời chứ? Tôi đã nói rồi, hai mẹ con ấy chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra nhau. Bà hãy tin tưởng tôi đi. Nhưng nếu tin tôi thì bà im lặng đi. Sao lại tới đây tìm tôi? Bà làm thế là có mục đích gì? Bà để người phụ nữ ấy ở bên Hân Su để uy hiếp tôi đúng không? Lee Do Hwa. À không, bà Woo Sun Jung. Nói rõ với bà rồi, mục đích của tôi cũng giống như của bà.
Tôi không muốn ân hơn Su nhận lại mẹ đẻ của mình. Nhưng mục đích của tôi không chỉ đơn giản như vậy đâu. Vậy thì tôi nói thật, tôi muốn hai mẹ con họ hận thù nhau, giày vò oán trách lẫn nhau. Chính vì như vậy, tôi nhất định sẽ nghĩ được cách khiến cả hai hận nhau. Đây mới là mục đích thật sự của tôi. Xin bà hãy tha cho Hân Su nhà tôi. Tại sao bà ghét Hân Su đến mức như vậy? Nó đã làm gì sai à? Chính nó đã chia rẽ quan hệ giữa tôi với hai đứa con trai. Sao tôi không hận nó được? Nếu như bà hại nó, tôi nhất định sẽ không tha cho bà đâu. Sao bà lại ngu ngốc như vậy? Thật ra bà nên cảm ơn sự thù hận của Kang Bok-hi này đối với Ân Hân Su mới đúng. Chính vì vậy tôi mới đồng ý giúp bà, để bà có thể làm mẹ nó. Bà thật tàn nhẫn. Bà kẻ độc ác. Tôi tàn nhẫn ư? Một kẻ cướp đi con của người khác cũng biết nói câu này à? Tôi xin bà, cho dù bà có chà đạp giày vò tôi đến thế nào, tôi cũng có thể chịu được. Chỉ cần bà đừng giày vò con gái. Bà cứ chờ đi. Sớm muộn gì cũng có ngày bà quỳ xuống xin tôi giúp đỡ thôi. Mẹ à, Hân Su, tại sao mẹ lại từ đấy ra? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thật ra Hân Su à, Hân Su, tại sao mẹ đi gặp bà ta? Con đã nói rồi, mẹ đừng bao giờ đi gặp bà ta nữa. Sao mẹ không nghe lời con? Con nghỉ việc ở đây đi, rồi đi tìm việc khác được không? Hả? Con nghỉ việc đi, rồi đi tìm chỗ khác. Con nghe lời mẹ được không? Mẹ à, mẹ bị làm sao vậy? Tại mẹ nói, công ty của con hiện giờ đang hợp tác với công ty chủ tịch Kang. Vậy tại sao con còn làm ở đấy? Vì lý do này cho nên bà ta mới gọi mẹ đến à? Sao? Vì bà ta muốn con từ chức nên uy hiếp mẹ đúng không? Không, không phải. Sao lại không phải chứ? Sự thật là thế mà. Đã nói không phải mà. Không đâu, mẹ chờ đi. Con tuyệt đối sẽ không từ chức. Bà ta càng muốn đuổi con đi thì con càng cố gắng làm việc để bà ta không nói. Hân Su à, chính vì vậy mẹ đừng có sợ bà ta nữa. Đừng để bà ta sai khiến mẹ nữa được không? Tin con đi, con nhất định sẽ không cho bà ta toại nguyện. Cứ chờ xem, con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Phiền quá. Lại gì nữa? Lúc mà nhân viên của Sơ Chun đang nói xấu sau lưng Chuna thì Chuna nghe thấy. Hả? Nhân viên của Sơ Chun nói xấu gì con? Con bé trơ trẽn. Con bé trơ trẽn à? Con bé trơ trẽn không biết xấu hổ. Sao họ lại nói như vậy? Nhưng anh Sơ Chun sao thế không biết? Anh ấy chỉ đứng về phía nhân viên thôi. Thằng danh này, nó làm thế cũng không đúng. Đúng đấy. Thế thì ngày mai bố tới công ty Sơ Chun dạy dỗ họ đi. À không, đuổi họ đi. Sao lại thế được? Bố còn không có quyền đuổi nhân viên của Sơ Chun. Mẹ con nói đúng, bố không có quyền. Tại sao lại như vậy? Có chuyện gì mà bố không thể làm được? Đâu còn đặt biệt danh cho con nữa chứ. Mẹ muốn biết lý do à? Cũng dễ thôi, vì con giỏi hơn họ nên họ mới ghen tị với con, rồi đặt biệt danh nói xấu sau lưng con. Được rồi, ngày mai bố sẽ dạy dỗ nhân viên của Sơ Chun. Đừng tức giận nữa. Nếu không một lát nữa con đi ngủ sẽ gặp ác mộng đấy. Nhưng con à, con có biết tại sao họ lại thế à? Con đã nói rồi, con chưa lần nào làm chuyện gì có lỗi với họ. Thế thì tại sao chứ? Cô Ân Hân Su cũng nói xấu con à? Sao mẹ lại nhắc tới chị ta? À không, tại mẹ thấy cô Ân Hân Su không phải hạng người hay nói xấu người khác nên mẹ hỏi thôi. Tại sao lúc nào mẹ cũng bênh vực Ân Hân Su vậy? Phải bênh vực gì đâu. Theo mẹ thấy, cô Hân Su tuyệt đối không phải loại người đó.
Vậy giả sử như con đánh nhau với chị ta, mẹ sẽ đứng về phía nào? Tại sao con lại hỏi câu hỏi kỳ quặc như vậy? Mẹ nói đi, chuyện này quan trọng lắm. Mẹ phải biết đầu đuôi sự việc kỳ mới quyết định đứng về phía ai chứ. Nếu như con làm sai thì mẹ tuyệt đối không đứng về phía con đâu. Nhưng con à, thật ra trong lòng mẹ vẫn đứng về phía con. Tại con là con của mẹ. Thật ư? Vậy tức là mẹ sẽ đứng về phía con, vì con là con của mẹ. Trên đời này con là con gái duy nhất của mẹ, đúng không? Này, có phải vì mẹ có con riêng nên bây giờ con mới bất an không? Bất an lắm. Nếu tìm được, con sợ mẹ sẽ bỏ rơi con. Con lại đây. Sao con lại suy nghĩ như vậy? Mẹ không làm thế đâu. Cho dù con không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ coi con như con đẻ rồi. Mẹ à, mẹ nói sẽ không tìm đứa bé đó nữa. Mẹ còn nói với con cả đời này chỉ là mẹ con. Mẹ nói thật chứ? Đúng vậy. Cho nên mẹ xin con bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Con biết rồi. Mẹ à, mẹ là mẹ con đúng không? Giờ này là mấy giờ rồi? Cho nên anh hãy về đi. Tại sao anh không nộp đơn ly hôn? Có phải anh đã xé đơn rồi không? Việc ly hôn sẽ không bao giờ được thực hiện. Sao? Sao em lại làm như vậy? Em ly hôn với anh để làm gì? Có phải em muốn hẹn hò với người đàn ông khác không? Anh nói cái gì? Ý anh bảo em cẩn thận Trang Sơ Chun đấy. Đừng thấy cậu ta tốt với em thì em lại đâm đầu vào. Hiểu không? Tôi ly hôn với anh không phải vì tôi có người mới đâu. Tại vì tôi không muốn sống chung với anh. Tôi muốn quên hết đi những ký ức đau buồn mà anh với mẹ anh đã gây ra cho tôi. Anh hiểu không? Anh nói rồi, anh sẽ bù đắp mà. Anh bỏ ý nghĩa đi. Tôi sẽ gửi đơn cho anh. Đừng có xé nó nữa. Ký tên đi. Viện trưởng, bà thấy sức khỏe mình sao rồi? Tôi khỏe rồi. Mẹ mà nhờ cô chăm sóc cho tôi nên tôi đã khỏe rồi. Tôi ăn hết nồi cháo cô nấu đấy. Nếu viện trưởng muốn ăn món gì cứ bảo cháu, cháu nhất định sẽ làm cho bà ăn. Cô không cần nấu gì cho tôi hết. Sau cơn mưa trời lại sáng, Sơ Chun nhà tôi và cả cô cũng vậy. Thật ra chỉ cần thế là đủ rồi. Vâng, cuộc đời của cô Ân Hân Su chính là do cô làm chủ mà. Chỉ cần có sự yêu thương của chủ nhân thì cuộc đời sẽ đẹp lên thôi. Những câu nói của bà giống hệt như của anh Trang Sơ Chun. Vâng, còn nhớ, cháu sống ở nhà cũ, vẫn được ăn ngon mặc đẹp. Lúc đó cháu cảm thấy cuộc sống như không thuộc về cháu. Nói chung cháu không thích cuộc sống ràng buộc như vậy. Cháu muốn sống cho mình. Nhưng bây giờ cuối cùng cháu cũng tìm được cuộc sống thuộc về mình rồi. Dù khó khăn ra sao, cháu cũng quyết định yêu thương bản thân mình. Đúng.
Trưa ngày mai, bà hãy cho tôi một ít thời gian. Khi nào bà tìm được chỗ hẹn thì gọi tôi ra. Lý do cô muốn gặp tôi là gì? Tôi sẽ đợi tin nhắn của bà. To gan lắm. Cậu Trang Sơ Chun. Cậu tới đây làm gì? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Cậu muốn gặp vợ tôi nên mới tới, đúng không? Cái gì? Tôi cảnh cáo cậu. Cậu đừng có tới gần vợ tôi nữa. Hình như người không nên tới gần cô ấy là anh mới đúng chứ. Anh muốn làm chồng của cô ấy đến khi nào? Chẳng phải tất cả đã kết thúc rồi sao? Ai nói kết thúc? Tôi vẫn còn là chồng của cô ấy. Nếu đã cùng nhau bắt đầu thì tất nhiên phải cùng nhau kết thúc. Cô Hân Su chắc bây giờ buồn phiền lắm vì không thể dứt khỏi một người tồi tệ như anh. Cậu nói cái gì? Tôi bảo anh buông ra. Cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi đã nói tôi không nương tay mà. Cậu thích vợ tôi à? Tại sao anh cứ nói tôi thích vợ anh? Người tôi thích chính là Ân Hân Su, một người bạn lẫn đồng nghiệp của tôi. Cậu nói cái gì? Nếu như anh thật sự thích cô Ân Hân Su thì anh phải cho cô ấy cuộc sống tự do, chứ không ràng buộc cô ấy. Im đi. Tôi nhất định sẽ đưa vợ tôi về nhà. Cậu đừng có ngăn tôi. Xin anh đừng giày vò cô ấy nữa. Nếu không muốn bị đánh thì im đi. Nếu anh muốn đánh nữa thì tôi sẽ đánh đến cùng. Nam Juna, may gặp em. Khi thường tôi là con nhà nghèo. Người đã cho tôi uống thuốc tránh thai. Bà ta nói tôi không có tư cách sinh con cho anh. Còn anh thì sao? Chỉ vì giấu giếm chuyện mình bị vô sinh mà anh với mẹ anh thông đồng với nhau lừa tôi đi làm thụ tinh nhân tạo để sinh con. Sau này đã có tôi giúp cô không cần phải lo. Khi thường tôi là con nhà nghèo. Người đã cho tôi uống thuốc tránh thai. Bà ta nói tôi không có tư cách sinh con cho anh. Anh thì sao? Chỉ vì giấu giếm chuyện mình bị vô sinh mà anh với mẹ anh thông đồng với nhau lừa tôi đi làm thụ tinh nhân tạo để sinh con. Sau này đã có tôi giúp cô không cần phải lo.
Trưởng phòng Trang, anh đánh nhau à? Nếu đánh nhau mà tôi lại bị thương à? Chẳng lẽ tôi yếu ớt đến như vậy? Thế thì tôi bị trượt chân nên ngã thôi. Sao anh bất cẩn thế? Bây giờ mình họp thôi. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau bàn về việc tại sao món ăn chủ đạo của nhà hàng Hà Sán lại bị tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh. Đúng vậy, rốt cuộc người nào làm? Cấp trên nói có lẽ là nhân viên trong công ty tiết lộ. Chúng ta nhất định phải tìm cho ra người tiết lộ thông tin này. Chẳng lẽ họ nghi ngờ chúng ta? Đâu có, tổ chúng ta không ai làm thế đâu. Nhưng công ty vẫn sẽ cho người xuống điều tra. Tôi biết rồi. Vâng, nhất định phải bắt được người đó. Mình à, Sơ Chun tới chưa? Cậu ấy chưa tới. Những chuyện xảy ra ở công ty Sơ Chun mình đừng có can thiệp vào. Mình cứ để Sơ Chun xử lý đi. Thưa chủ tịch, trưởng phòng Trang Sơ Chun tới rồi. Bảo cậu ấy vào đi. Chủ tịch gọi tôi ạ. Ngồi đi. Sao cậu lại tới một mình? Nhân viên của cậu đâu? Nếu có chuyện gì quan trọng, chủ tịch hãy nói với tôi. Có phải bây giờ cậu không coi lời tôi nói ra gì không? Lập tức gọi nhân viên của cậu đến đây. Chủ tịch à, nghe nói nhân viên của cậu nói xấu Chu Na. Chẳng những thế, còn bảo nó là con bé trơ trẽn. Sao cậu nghe được mà vẫn không lên tiếng hả? Tôi đến đây để xin chủ tịch, hãy cho tôi tự giải quyết sự việc này. Cho dù chủ tịch có xuống giải, xin chủ tịch hãy cho tôi tự giải quyết. Nếu như vậy thì cậu giải quyết đi. Tôi biết rồi, ra đi. Tìm em có chuyện gì? Mặt anh sao vậy? Anh đánh nhau với Trang Sơ Chun. Sao? Em không phải là người yêu của cậu ta chứ? Cậu ta chỉ coi em là em gái à? Thì sao? Sau này em đừng bảo anh giữ vợ anh. Em về giữ Trang Sơ Chun đi. Có chuyện gì à? Em không thấy à? Trang Sơ Chun cứ viện cớ lại gần vợ anh. Không phải anh ấy lại gần vợ anh, mà là Ân Hân Su cố ý bán anh Sơ Chun. Cho nên em mới luôn nói với anh, anh mau dẫn vợ anh về đi. Vì lúc đó anh không biết Trang Sơ Chun đang nghĩ gì. Bây giờ anh Sơ Chun đang nghĩ gì? Đàn ông hiểu rõ nhau lắm. Trang Sơ Chun đồng cảm với vợ anh. Sao? Em không biết đồng cảm là thứ đáng sợ nhất à? Nếu thế sớm muộn gì cậu ta cũng yêu vợ anh. Chính vì vậy, em hãy tỉnh lại đi. Hãy nắm chặt lấy cậu ta. Còn về Hơn Su, anh sẽ tìm cách đưa cô ấy về. Anh đi đây. Trưởng phòng Nam, chủ tịch gọi cô. Chuyện gì vậy? Anh ấy đâu? Cậu ấy vừa về. Cậu ấy vừa tới đây. Sao lại thế? Cậu ấy bảo sẽ tự giải quyết. Rồi sao? Bố đồng ý rồi à? Mẹ còn bảo bố làm thế. Thật là. Bố làm sao vậy? Trên đời này, kẻ xúc phạm người không nên xúc phạm sẽ có kết thúc ra sao? Bố phải dạy dỗ họ chứ. Con nói thật với bố đi. Dạ. Sơ Chun không nói gì với bố hết. Nhưng bố nhìn ánh mắt của Sơ Chun thấy lạ lắm. Ý bố muốn nói gì? Có phải con là người gây chuyện trước không? Bố nói gì? Con đối xử với nhân viên của anh ấy tốt lắm. Thế thì tại sao họ lại nói xấu con? Họ là người không được dạy dỗ đàng hoàng. Anh Sơ Chun có biết họ thế đâu. Con thật sự không làm gì có lỗi với nhân viên cậu ấy chứ? Chắc điên mất. Chính là Ân Hân Su đã dạy anh Sơ Chun làm. Thật là. Theo kết quả theo dõi, mấy ngày này giám đốc cứ đứng trước cửa ở phòng khám ung thư để đợi cô Hân Su về nhà. Đúng là đồ ngốc. Rồi sao?
Tại sao không nói? Thật ra tổng giám đốc còn bị Ân Hân Su tát vào mặt. Cái gì? Hơn nữa hôm qua tổng giám đốc còn đánh nhau với Trang Sơ Chun nữa. Cô ta không sinh con cho tập đoàn Daybox thì thôi, bây giờ còn biến con trai tôi thành kẻ ngốc à? Ân Hân Su, mẹ à, mẹ ổn chứ? Bây giờ con phải làm việc rồi nên không thể gọi điện cho mẹ. Đến giờ nghỉ ngơi con mới gọi điện cho mẹ nhé. Quân Hân Su, chào giám đốc. Hôm nay cô thể hiện rất tốt. Cảm ơn giám đốc. Cô đúng là to gan. Cô dám tát con trai tôi à? Xem ra hai mẹ con bà yêu thương nhau thật. Tôi tưởng chủ tịch Kang ngày chỉ biết hãm hại người khác thôi. Hiếm khi chúng ta mới gặp mặt, bà làm ơn hãy lịch sự một chút. Đồ thấp hèn. Xem ra chủ tịch, tại sao? Có phải bà muốn tôi từ chức quản lý thương hiệu nên mới uy hiếp mẹ tôi không? Đúng vậy. Chắc hôm qua cô đã nhìn thấy bộ mặt đáng thương của mẹ cô rồi. Cô thấy mẹ mình như vậy có đau lòng không? Bà quá đáng lắm. Gì vậy? Không cần biết bà chà đạp tôi đến thế nào, nhưng tôi nói cho bà biết, tôi nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Cho nên đừng phí sức nữa. Cô nói chuyện hơi quá đáng rồi. Nếu đã thế thì tôi nói thêm một câu. Bà có biết con bà vẫn còn đang níu kéo và cầu xin tôi không? Nếu bà dám đụng đến mẹ tôi một lần nữa, đến lúc ấy đừng trách tôi làm tổn thương con bà. Cô đúng độc ác. Tôi mà độc ác à? Bà đừng có vạch lá tìm sâu nữa. Bà tự về mà xem lại mình độc ác đến thế nào đi. Cô Ân Hân Su ở đây à? Vâng, giám đốc Choi. Lúc nãy tôi nghe được tiếng cãi nhau. Lúc đầu tôi định tiếp tục đứng ngoài, nhưng tôi thấy lo nên mới vào. Bà ngồi đi. Cô cũng ngồi đi. Đừng bỏ đi như vậy. Mình hãy xóa bỏ chuyện cũ rồi ăn bữa cơm này, như thế tôi mới nhẹ lòng được. Xin phép. Bác Hy à, xin lỗi nhé, tôi không muốn làm bà phải nhìn thấy cảnh tượng này. Sao cô Hân Su lại lớn tiếng với bà? Bà ngạc nhiên à? Đúng vậy. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy tức giận như thế. Có chuyện gì à? Hôm đó chính Hân Su đã tát con trai tôi.
Chỉ vì thằng Suho vẫn còn yêu Hyun-su nên mới níu kéo cô ta. Nhưng Hyun-su cứ đòi ly hôn, nó còn tát Suho nữa. Tôi thấy Suho có lỗi, vì thương con nên tôi mới nói nó. Bà cũng thấy rồi đấy, lúc nãy nó lớn tiếng với tôi đến thế nào. Tôi nói thật, tôi sợ nó lắm. Bà với nó thân nhau lắm à? Cũng thân. Nhưng cô ấy với Chuna thì hơi hạnh phúc. Thì hãy cẩn thận Ân Hơn Su. Tuy tôi biết nói như vậy là hơi quá đáng, nhưng Hơn Su đáng sợ lắm đấy. Nó là người đã bày mưu để chia rẽ tôi với Suho và Cung Ho. Chắc chắn nó cũng sẽ hại Chuna thôi. Sao bà nói như vậy? Tôi nói thật, mặc dù tôi biết nói như vậy có hơi quá đáng, nhưng hãy cẩn thận Seran à. Những gì bà thấy chưa chắc là sự thật đâu. Chúng con về rồi. Mẹ ơi, con về rồi. Biết rồi, nghỉ ngơi đi. Vâng. Cô Hân Su hình như chưa về thì phải. Đúng vậy, từ khi làm việc ở nhà hàng, ngày nào cô ấy cũng về muộn. Đợi đã. Như vậy là thế nào? Tức là cho dù ở văn phòng hay ở nhà hàng, cô ta đều ở bên Sơ Chun à? Làm việc chung thì phải thế chứ. Nếu như vậy sẽ dễ xảy ra chuyện lắm. Chuyện này không thể nói chơi được. Em đừng có nói lung tung nữa. Nói thật với em, anh cảm thấy cô Hân Su cũng tốt mà. Anh nói gì vậy? Sao anh có thể ghét đôi Sơ Chun với người phụ nữ đã hôn chứ? Không phải. Ý anh tức là cô ấy rất tốt tính. Mà anh nói thật với em luôn nhé, cô Hân Su tốt hơn Chuna hàng ngàn lần. Cũng đúng, nam Chuna không phải là kiểu người bình thường đâu. Cho nên anh lo lắm. Mới lần trước, lúc anh thấy Chuna nhìn cô Hân Su, tại sao chị lại ngồi ở đây? Tại sao chị ở nhà bà của anh Sơ Chun? Anh đã chắc chắn. Lúc ở công ty, nó làm khó cô Hân Su ghê lắm. Lo thật đấy. Tạm biệt quý khách. Hôm nay mọi người vất vả quá. Nếu dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi đi. Vâng, hai cô cũng vậy. Hết giờ rồi à? Phải. Mọi người đã dọn sạch hết chưa? Để xem. Đây là gì hả? Sao bẩn thế? Lau lại đi. Vâng. Ai để cái này ở đây vậy? Lúc tập ngủ quên à? Chúng tôi sẽ lập tức xếp nó lại ngay. À chứ, trước khi tôi chưa phê phán bức tranh này, làm ơn dẹp ngay cho tôi. Vâng. Này anh kia, sao ở đây lại có bụi vậy? Mau lau sạch lại cho tôi ngay. Tôi sẽ lau ngay. Cậu khoan đã. Bụi ở đâu hả? Tay tôi không hề dính bụi. Ở đây. Tay cô cũng không dính bụi. Lúc nãy tôi đã lau sạch ở đây rồi. Thế thì thứ dính trên tay tôi không phải bụi thì là gì? Làm sao tôi biết được? Không thấy được thì đeo kính đi. Còn nữa, thái độ của chị là thế nào? Chị đang chống đối trưởng phòng phải không? Sao? Chị cảm thấy tôi đang gây khó dễ à? Không. Cậu lấy khăn lại đây, để tôi lau lần nữa. Vâng, đứng lại đấy. Chị làm thế là thế nào? Tiếng thở dài là của chị à? Không phải tôi. Sao lại không phải? Có phải chị muốn nói tôi đang gây khó dễ đúng không?
Tôi xin lỗi vì đã khiến trưởng phòng Nam hiểu nhầm. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dọn dẹp lại nhà hàng lần nữa. Ê, xem lại thái độ đi. Chị làm tôi khó chịu đấy. Cô ê cái gì? Sao? Kêu ê không được à? Ngay cả chủ tịch Nam cũng chưa bao giờ gọi tôi với từ ngữ ấy. Trước mặt nhân viên, xin cô ấy lễ phép một chút. Thưa trưởng phòng Nam. Thế à? Chị Ân Hân Su. Còn nếu trưởng phòng Nam muốn gì thì xin nói rõ ra, chứ đừng làm những trò ấu trĩ mà gây khó dễ người khác. Vậy tức là chị bảo tôi đang làm khó mọi người à? Tại vì các người dọn dẹp không kỹ thôi. Vậy thì kể từ bây giờ, mỗi khi nhà hàng dọn dẹp xong, tôi nhất định sẽ gọi cô qua đây để kiểm tra, để xem nhà hàng sạch sẽ đến đâu. Chính vì vậy tôi xin cô đừng gây khó dễ với nhân viên nữa. Nếu không nhân viên sẽ nhụt chí đấy. Thưa trưởng phòng Nam, giờ chị đang chống đối với trưởng phòng à? Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Xem ra mọi người phải dọn dẹp thêm lần nữa rồi. Chị Ân Hân Su. Anh Sơ Chun. Thật ra bây giờ em đang hướng dẫn lại nhân viên của mình. Ra ngoài. Cô gái điên đó làm cái gì vậy? Cậu không sao chứ? Ừ. Thật là. Lúc nãy em đã làm gì vậy? Chỉ là em đang hướng dẫn nhân viên của mình thôi. Em không thể ra dáng người lớn một chút à? Sơ Chun. Vì em bị Yun Chu và Chun Mi nặng lời nên mới tức giận. Tưởng anh không biết à? Chính vì cô Ân Hân Su nói đỡ cho nhân viên nên em cũng tức giận. Em tưởng anh không biết hay sao? Đúng vậy, không sai. Vì em tức giận nên mới làm như vậy. Thế thì sao? Sao em lại giống hệt trẻ con như vậy? Ở tập đoàn JB của chúng ta, em chính là quản lý, trưởng phòng của họ. Ngoài việc là một trưởng phòng thì em vẫn là một con người. Em có thể để mặc cho bọn họ gọi em là con bé trơ trẽn à? Chuyện em bị nghe những lời ấy chẳng phải là tại em à? Anh nói gì? Em đã bảo cô Trung Mi không được mặc váy ngắn có đúng không? Đúng. Thế thì sao? Thế thì sao à? Bây giờ thì em hiểu rồi. Vì em nói thế nên họ mới gọi em là con bé trơ trẽn đúng không? Do mẹ Trung vừa sinh con không biết gửi ai nên đã mang theo Trung Mi đi làm. Mẹ cô ấy làm công việc nấu nướng trong một nhà hàng. Lúc đó do khách hàng bất cẩn làm bỏng chân của Trung Mi nên mới thành ra như vậy. Không những họ không bồi thường, còn nói dẫn theo con cái vào nhà hàng làm việc nên mới gây họa. Vì vậy mẹ cô ấy bị đuổi việc. Vết sẹo đau đớn như vậy, em lại coi đấy là vết sẹo xấu xí khó coi. Đối với bất cứ người nào, đây cũng là một vết sẹo không nên chạm vào. Cái ấy cũng chẳng phải là vết sẹo vinh dự gì hết. Cứ phải để lộ vết sẹo đau lòng như vậy mới được à? Có thể giấu nó đi mà. Là vì mẹ cô ấy. Mẹ của Trung Mi khi nhìn thấy con gái mình mặc váy ngắn, bà đều tự trách mình. Chính vì không muốn mẹ mình đau lòng, cô ấy vẫn tỏ ra mình không sao hết, vẫn bình thường. Cô ấy muốn mẹ nhìn thấy điều đó. Chuyện này đúng là cảm quá. Nam Chuna, dù nói gì đi nữa, người có tên gọi đàng hoàng không gọi, lại gọi người ta là con bé trơ trẽn. Khi nghe những lời này, không cảm thấy tội nghiệp em à? Bởi vậy tại sao em lại gây ra chuyện này? Sao? Sao anh lại đối với em như vậy? Đúng, anh đã thay đổi. À không, anh sẽ thay đổi. Trang Sơ Chun, tóc bảo vệ và bao che mọi chuyện của em, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Sao? Anh nói rõ cho biết. Nếu em còn khiến anh thất vọng thêm một lần nữa, đến lúc ấy em chẳng còn là gì đối với anh hết. Rồi sao nữa? Anh cũng hy vọng ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Tại sao anh lại đánh nhau với anh Suho? Là vì chị Hân Su à? Anh biết tại sao em ghét chị Hân Su như vậy không? Chính là vì chị ta khiến anh thay đổi. Cho nên em luôn cảm thấy bất an.
Vì vậy em rất ghét chị ta. Sao loại người đó lại làm cấp trên của chúng ta được? Những điều được dạy dỗ từ bé cô ta đã quên hết rồi à? Bố mẹ cô ta đã dạy dỗ con cái như thế nào? Sao lại coi thường người khác như vậy? Không đâu. Mẹ của trưởng phòng Nam Chun Na là một người rất tử tế. Cậu cũng biết bà ấy à? Ừ. Bà ấy là giám đốc câu lạc bộ SS. Mình rất kính trọng bà ấy vì bà là người ấm áp và cũng rất hiền lành, tốt bụng. Tại sao một người mẹ tử tế lại sinh ra đứa con hỗn láo như vậy? Nhưng mà này, lúc nãy trưởng phòng Trang rất đàn ông. Ra ngoài. Mình nghe rợn cả da gà. Cậu có thấy mình nói đúng không? Cậu nhớ chuyện mình đã kể với cậu không? Ở nhà kho gần bãi biển, mình đã nhìn thấy một cậu bé đang bị chảy máu cam ấy. Máu cam? À phải, mình nhớ rồi. Cậu biết cậu bé đó là ai không? Là ai vậy? Người ấy chính là trưởng phòng Trang Sơn Chu lúc nãy đấy. Thật à? Trời ơi, tại sao lại có duyên như vậy? Đúng thế. Lúc ấy nhờ mình đi gọi người lớn nên cậu bé đó mới được cứu sống. Nếu không có lẽ cậu ấy đã chết rồi vì bị lạnh cóng. Chính vì vậy mình thấy duyên phận con người thật kỳ diệu, không thể đoán trước được. Có phải thế không? Đúng. Đến giờ mình phải về rồi. Vì mình sống cùng người lớn nên nếu về muộn họ sẽ rất lo. Mình biết rồi, cậu về đi. Con Su, đợi đã. Cậu cầm cái này đi. Đây là quà mừng cậu đi làm. Cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi nên mình mua tặng cậu một bộ đồ. Cảm ơn cậu. Mình sẽ thường xuyên mặc nó. Mình cũng muốn tặng cậu món quà như vậy. Cậu cần gì thì nói với mình nhé. Thôi được rồi, mình không cần gì hết. Cậu thật là. Mình không cần thứ gì hết. Mình chỉ thỉnh thoảng thấy thèm ăn món kim chi, làm từ sợi khoai lang do chính tay mẹ cậu làm thôi. Mình biết rồi. Mình chẳng phải mẹ cậu đang ở Mỹ à? Mẹ mình vẫn đang ở Hàn Quốc. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sợ là vật cản đường để con gái được sống sung sướng hạnh phúc, mẹ mình giả vờ đang ở Mỹ, sống lánh mặt mọi người. Sao? Tại sao mẹ cậu lại làm thế? Thôi, mình hiểu rồi. Mẹ cậu đối với cậu như thế nào chứ? Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mẹ lúc nào cũng yêu thương cậu nên đương nhiên làm như vậy rồi. Nhưng đứa con gái không sống sung sướng và còn bỏ nhà đi như thế này, chắc là mẹ cậu đau lòng lắm. Vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy mẹ, mình rất đau lòng. Mẹ đang ở đâu vậy? Còn ở đâu nữa? Mẹ đang ở nhà. Hôm nay sau khi đi làm về, con đã ghé qua nhà của Hê-chơn. Bây giờ con đang trên đường về. Nghe nói mẹ đang ở Hàn Quốc. Hê-chơn bảo cô ấy rất muốn gặp mẹ. Mẹ đang làm gì thế? Không, mẹ chỉ đang nghỉ thôi. Tránh ra hết đi. Tránh ra hết đi mà. Con chỉ cần có bố của con, có mẹ là đủ rồi. Chàng Sơ Chun cũng tránh xa. Tên xấu xa. Anh là tên xấu xa. Chun Na, con mau tỉnh lại đi. Thật là mất mặt quá. Mau vào nhà thôi. Mẹ à? Mẹ? Sao mẹ không nói gì vậy? Điện thoại tự nhiên không nghe được tiếng. Con đi làm về rồi à? Nãy giờ mẹ không nghe gì hết à? Con nói sau khi đi làm về con đã đến nhà của Hê-chơn. Bây giờ đang trên đường về. Phải rồi. Là thế à? Mẹ? Vì mẹ không được tận mắt chứng kiến, cho nên mẹ không biết con đã làm tốt như thế nào trong buổi ra mắt đâu. Thế hả con?
Mỗi ngày cô đều quanh quẩn trong nhà bếp, nấu ăn cho mọi người, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, sắp xếp quần áo. Con là người chỉ biết làm mấy việc ấy thôi. Nhưng bây giờ có được dũng khí đó rồi. Sau này con cũng sẽ cố gắng làm việc hơn nữa. Con muốn lập được thật nhiều thành tích. Vì vậy mẹ cũng đừng bị dao động. Dù bà chủ tịch Cang có nói gì đi nữa, mẹ cũng đừng quan tâm. Vì mẹ và con là người bà ấy muốn sai khiến, thì có thể sai khiến được hay sao? Đúng không? Ừ. Tôi đã sống đến tuổi này rồi, bây giờ còn phải chứng kiến cảnh con gái say rượu, đúng thật là. Chuna, con mau uống chút nước mật ong đi. Nó làm gì đúng mà được uống. Chuna, con ngủ như vậy sẽ hại dạ dày đấy, mau lên. Là mẹ của con đây mà. Mẹ của con. Mẹ của Nam Chuna đây. Phải rồi, mẹ đây. Mẹ là mẹ của con đây. Say đến mức chẳng nhận ra ai. Còn đúng thật là, đây không phải là mẹ con thì còn là mẹ ai? Mẹ à, mẹ ủng hộ con chứ. Tại sao con lại hỏi như vậy? Con sắp phát điên lên vì Hơn Su rồi. Kể từ khi có chị ta xuất hiện, cuộc đời con đã bị đảo lộn. Đảo lộn cái gì? Cô Hơn Su, thương hiệu gà rán này mới có thể ra mắt thành công như vậy. Vị trí của con ở công ty nhờ đấy cũng được củng cố hơn rất nhiều. Không cần. Con không cần gì hết. Con chỉ hy vọng chị ta biến mất thôi. Chuna. Mẹ. Con rất ghét Ân Hơn Su. Vì vậy, mẹ càng thích chị ta, càng khiến con điên lên. Cách mà anh Sơ Chun nhìn chị ta rất. Con đang ở đây hả? Bất cứ ai cũng không thể cướp được. Chuna, dạ dày con đã đỡ hơn chưa? Trời ơi, mới sáng sớm con bé đã đi đâu rồi? Cô của anh Sơ Chun nói mới sáng sớm chị đã đi làm rồi. Cô muốn nói gì à? Đây chẳng phải là mùi rượu hay sao? Chị đi theo tôi. Đi đâu? Chúng ta nói chuyện một lát. Có chuyện gì thì cô cứ nói ở đây đi. Các nhân viên vẫn chưa đến giờ đi làm mà. Chị phải làm theo những lời tôi nói kể từ bây giờ. Cô nói gì? Chị đừng có bám theo anh Sơ Chun của tôi nữa. Từ trước đến nay, có rất nhiều người phụ nữ theo anh Sơ Chun. Nhưng chị có biết bây giờ những người phụ nữ ấy ra sao rồi không? Bọn họ đều bị tôi hạ gục hết. Rồi sao? Nếu chị không muốn trở thành một trong những người bị hạ gục, thì hãy tự động biến đi. Ý cô là muốn tôi tự động gửi đơn từ chức cho cô phải không? Phải đưa chị bao nhiêu? Chị mới chịu đi. Hình như bây giờ cô vẫn chưa tỉnh rượu đấy, trưởng phòng Nam. Chị tưởng tôi nói đùa à? Nếu là thật, càng khiến tôi khó chịu.
Không biết là trưởng phòng Nam đã từng đi làm ở những công ty khác chưa? Nhưng tôi đi làm là vì để kiếm sống. Vị trí này, dù ai có nói gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Gì hả? Chúng ta hãy thành thật một chút với nhau đi. Rốt cuộc tại sao cô lại đối với tôi như vậy? Chị không biết thật à? Chính là vì tôi không muốn nhìn thấy chị trèo kéo anh Seo-jun. Không phải. Chắc chắn là do cô lo lắng. Chính vì trưởng phòng Trang Seo-jun không còn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, chiều mến như trước đây nữa. Nên cô thấy bất an. Chị đã nói hết chưa? Dù nói gì thì cũng tại cô hết. Tôi không muốn nói thêm câu nào với trưởng phòng Nam nữa. Mời cô đi cho. Chị đúng là một con cáo già. Cũng còn tốt hơn côn trùng hại người rất nhiều. Tại sao cô không muốn loại trừ tôi cho bằng được như vậy? Chị giống hệt con hồ ly tinh đuôi dài, trèo kéo hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Chị còn khiến cho hai người đàn ông đã đánh nhau nữa. Cô nói gì? Cô nói đánh nhau là thế nào? Ai đánh nhau với ai? Suho. Nếu thế tất cả mọi chuyện sẽ về lại như cũ. Chỉ cần làm như vậy thì sau này tôi sẽ không động đến chị nữa. Trời ơi, gương mặt đẹp trai như thế này sao lại bị như vậy? Chắc sẽ để sẹo đấy. Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Mặt cháu sao lại bị như vậy? Không sao đâu. Cháu không muốn nói phải không? Vâng. Bác biết rồi. Nhưng sao bác bảo cháu trên đường đi làm ghé vào đây? Có phải bác có chuyện gì gấp muốn nói không? Chuyện của Juna. Nghe nói quan hệ giữa Juna và các nhân viên không được tốt lắm phải không? Vâng, đúng thế. Tại sao lại như vậy? Tại sao con bé Juna nhà bác lại bị các nhân viên ghét như vậy? Juna đã khiến cho một cô nhân viên vô cùng tức giận. Sao Juna nói là chẳng có chuyện gì hết? Đứng trên lập trường của Juna, có thể chuyện này chẳng là gì. Nên mới nói thế. Nhưng đối với các nhân viên đó thì chuyện này rất đau lòng. Con bé đã nói gì à? Nhân viên ấy có một vết sẹo bị bỏng ở trên chân. Juna đã bảo vết sẹo đó xấu xí, coi, bảo cô ấy không được mặc váy nữa. Trời ơi. Nếu thế, còn Ân Hân Su thì sao? Cô Hân Su ở trước mặt các nhân viên nói những câu khó nghe với Juna. Nhưng cô ấy nói không sai. Thú thật mà nói, Juna đã gây ra rất nhiều chuyện với cô Ân Hân Su. Chính cháu là người ngoài cũng cảm thấy hơi quá đáng. Trời ơi. Không phải bác không biết là như vậy. Đúng, bác cũng cảm thấy có gì lạ. Nên mới gọi cháu đến. Bác rất hổ thẹn, Seo-jun à. Bác không cần phải như vậy đâu. Nếu thế bác nhờ cháu nói với cô ấy, bác thay mặt Juna xin lỗi cô ấy. Vâng. Tôi... Cô cứ nói đi. Vì đây không phải là chuyện công việc, cho nên tôi sẽ nói nhanh rồi đi ra. Có phải trưởng phòng Trang đã đánh nhau với giám đốc Bốc Suho không? Vết thương trên mặt anh. Phải, tôi đã đánh nhau với giám đốc Bốc Suho đấy. Tại sao? Đây không phải là chuyện cô Hân Su phải quan tâm đâu. Vì đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Chuyện riêng của hai người à? Tại sao hai người lại đánh nhau như vậy? Có phải vì tôi không? Thế thì tôi có tư cách tham gia vào chuyện này không? Quân Hân Su, bất luận anh ấy nói tôi thế nào, tôi cũng mặc kệ. Tại sao anh lại vì chuyện riêng của cá nhân tôi mà đánh nhau với anh ấy? Tôi xin anh đấy, sau này bất kể anh ấy có nói gì tôi đi nữa, anh cũng đừng có quan tâm. Người phải đánh nhau với anh ấy là tôi đây này, không phải là trưởng phòng Trang Seo-jun. Nếu vì chuyện của tôi khiến cho người khác hiểu nhầm thì phải làm sao đây? Hy vọng sau này anh đừng có quan tâm để ý chuyện của người khác như vậy nữa. Tôi tự biết phải làm gì. Chào anh.
Nếu muốn tìm người nào đó để làm khổ thì hãy tìm tôi, đừng có đụng vào người xung quanh tôi. Nam Juna, có phải em nói với vợ anh chuyện anh đánh nhau với Trang Sơ Chun không? Tại sao em lại nói chuyện này? Gì chứ? Cô ấy bảo mình đừng đụng vào Trang Sơ Chun à? Sao không khí lại như vậy? Có chuyện gì ạ? Còn và các nhân viên ở công ty của Sơ Chun đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ạ? Con nói con không làm gì họ hết. Thế mà họ lại gọi con là con bé trơ trẽn hay sao? Bị vết sẹo. Vết sẹo, cái con bé này. Con cười cợt vết sẹo của người ta. Con còn không biết lý do tại sao bọn họ lại tức giận với con à? Con nói như vậy không phải là vì con muốn chọc tức cô ấy. Con nghĩ cho cô ấy nên mới khuyên cô ấy thật lòng. Tại sao con có thể tùy tiện cười cợt vết sẹo của người ta như vậy? Cũng chính vì một câu nói vô tình của con mà có thể một người sẽ rơi nước mắt đấy. Sao ngay cả mẹ cũng như vậy? Con đã khiến mẹ quá thất vọng. Nam Juna, mẹ à, mình à, mình hãy cứ mặc kệ tôi đi. Trước khi nói ra điều gì, con đều phải động não suy nghĩ. Nỗi đau của người khác, con không nên cười cợt một cách tùy tiện. Còn con thì sao? Bởi vì mẹ đẻ của con là người chẳng ra gì, nên khi con còn nhỏ, vì đâu con cũng nghe thấy những lời xì xầm tán. Bỏ một người chồng tốt như vậy, trốn đi cùng người đàn ông khác, ngay cả đứa con gái cũng bỏ rơi lại. Con đã bị người khác bàn tán như vậy đấy, Juna. Vì vậy, chỉ cần bất cứ người nào chỉ trỏ xì xầm bàn tán thì con vô cùng sợ hãi. Nhưng bọn họ đã làm như vậy. Tại sao mẹ không hiểu tâm trạng của con dù chỉ một lần? Con đừng có ngụy biện. Nếu con không làm sai thì con mắng không? Lý do con vừa nói và lý do con bị người ta mắng hoàn toàn không giống nhau. Juna,